Thưa quý vị, một số chuyên gia nhận định vụ án nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ án máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội. Bởi chỉ một máy đã bị thổi giá lên hàng chục tỷ đồng và người chi trả chính là bệnh nhân. Ước tính đã có hàng trăm bệnh nhân được tham gia phẫu thuật từ thiết bị được nâng khống giá như thế này. Theo đó vào thời điểm tháng 3 năm 2017, bệnh viện Bạch Mai đã khai trương và đưa vào sử dụng hệ thống robot trong phẫu thuật khớp và phẫu thuật thần kinh. Trong đó có robot Rosa. Một công bố từ chính bệnh viện Bạch Mai từ tháng 6 năm 2018 cho biết, chỉ trong năm đầu tiên thực hiện liên kết đã có khoảng 500 bệnh nhân phẫu thuật dùng robot. Còn hệ thống robot Marco sử dụng trong phẫu thuật khớp đưa vào sử dụng cùng thời điểm với robot Rosa. Đến tháng 6 năm 2018 đã có 62 người bệnh được thay khớp gối và khớp háng bằng robot này. Theo một số nguồn tin tại Bệnh viện Bạch Mai, không chỉ thiết bị robot Rosa bị nâng khống giá, mà cơ quan điều tra còn xác minh dấu hiệu sai phạm tương tự với một số thiết bị khác. Còn bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi bệnh viện Bạch Mai mua thiết bị có bên thứ ba là công ty có chức năng và chuyên môn thẩm định giá, bệnh viện không đủ khả năng để xem giá chính xác và nhất là khi thiết bị lần đầu tiên được đầu tư và sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên sau khi đưa vào vận hành vào tháng 3 năm 2017, các thiết bị này hoạt động rất chậm, số lượng bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật này thì không đạt như kế hoạch đề ra ban đầu và hiện thiết bị này đang bị tạm dừng hoạt động.